Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hết lòng mà đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Anh em chúng ta mỗi người cần sự cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta. Đây là bài học mà vô cùng quan trọng mà chúng ta đụng đến với thế giới linh, đụng đến Satan và các tà linh. Nên chúng ta cần phải có sự che phủ của Chúa cho chúng ta thấu hiểu được lời của Đức Chúa Trời, thấu hiểu Satan các tà linh như thế nào. Chúa Thánh Linh ơi, giờ này Ngài sức dầu mới cho chúng con. Cái sự sức dầu bẻ gãy những xiềng xích, bẻ gãy những sự cản trở, đạp đổ những đồ lũy và tất cả những gì thuộc về xác thịt của chúng con, nó phải bị đẩy lùi ngay giờ này để chúng con hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn nhạy bén với Thánh Linh của Chúa và có sự khôn ngoan thông sáng từ nơi Đức Chúa Trời, và cho chúng con có thể nghe lời của Ngài trong buổi tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vô cùng. Hallelujah. Thì giờ này là thì giờ vô cùng quan trọng. Xin Thánh Linh dạy dỗ chúng con, xin Thánh Linh Chúa thăm viếng đời sống của chúng con, và xin Thánh Linh Chúa cho chúng con biết rõ về Satan các tà binh, hầu cho chúng con không có bị ảnh hưởng bởi bản chất, bởi công việc của Satan, và chúng con là những người cũng đầy dạy lời của Đức Chúa Trời để biết công việc của Đức Chúa Trời đã giao cho chúng con, y quyền quyền năng Ngài ban cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa, để chống trả lại mưu Chúa của ma quỷ, hầu cho đem sự giải phóng cho chúng con, cho gia đình của mình, cũng như là cho nhiều người khác mà chúng con cần sự giúp đỡ họ. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thì giờ trọng thể này trong tay Thánh Linh. Nguyện lời của Ngài là thần linh và sự sống cho mọi một chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hết lòng mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Một lần nữa chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi sáng hôm nay, trong buổi tối hôm nay. Hallelujah. Chúng ta đã cùng nhau tiếp tục suy gẫm về sự đón phạt dành cho Satan. Sự đón phạt dành cho Satan. Trong cái câu gốc trong văn đoạn 12 câu 31 đó, là nó là hiện nay thế gian đã bị đón phạt. Vua cai trị thế gian cũng đã bị đón phạt, đã bị trút phế rồi. Chúa Giêsu tuyên bố điều đó và Chúa Giêsu đã đắc thắng Satan. Ngài đã đắc thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết được rằng là có nhiều người thắc mắc tại sao này Đức Chúa Trời lại không hủy diệt Satan ngay khi nó phản loạn. Để nó lại làm gì? Và làm khổ cho rất là nhiều người. Nhưng mà chúng ta biết là Đức Chúa Trời của chúng ta rất là khôn ngoan. Có nghĩa là Ngài khôn ngoan mọi đường. Khôn ngoan mọi đường. Đức Chúa Trời có thể hủy diệt Satan và các thiên sứ phạm tội ngay cái thời điểm mà chúng phản loạn. Dù vậy thì với sự khôn ngoan trọn vẹn, Ngài đã cho phép tội lỗi lan tràn theo chiều hướng kinh khủng của nó, như một lời chứng về tất cả những cái trái hủy diệt của nó trong chương trình trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đã chứng minh rằng Ngài xử lý Satan bằng một cách liên tiến và có 7 bước trong cái sự đón phạt Satan. Cái sự đón phạt của Chúa liên tục và mỗi ngày tiến tới cho đến mức cuối cùng, từ khởi đầu cho đến cuối cùng, và Satan bị Chúa đón phạt, và Satan có nhiều thất bại, và cho đến cuối cùng thì ở trong hồ lửa đời đời. Và đó là điều mà chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời chúng ta khôn ngoan mọi đường. Ngay thời điểm mà phạm tội thì hắn bị đuổi đó mà ra khỏi cái địa vị của mình. Lúc đó là thiên đàng. Ra khỏi thiên đàng. Ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ra khỏi cái địa vị mà đó đang có. Và chúng ta xem thì chúng ta nhìn thấy được Satan trong Ê-si-chi-ên đoạn 28
Ê-xê-chan đoạn 28 câu 14 thì nói là ngươi được sức dầu để làm cherubim che chở, ta đặt ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời, ngươi đi lại giữa những đá sáng rực như lửa. Ngươi được sức dầu, phải không ạ? Rất là tuyệt vời, và là một cherubim che chở. Từ ngày ngươi được tạo nên, đường lối ngươi không có gì đáng trách, cho đến khi gian ác xuất hiện nơi ngươi. Cho đến khi gian ác xuất hiện nơi ngươi. Vì công việc buôn bán lớn của ngươi hưng thịnh, ngươi đầy bạo hành và tội lỗi, cho nên hỡi cherubim che chở, ta đuổi ngươi ra khỏi núi của Đức Chúa Trời và diệt ngươi khỏi những đá sáng rực như lửa. Vì lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của mình, sự huy hoàng ngươi làm hư hỏng trí khôn của ngươi. Ta ném ngươi xuống đất trước mặt các vua, ta phó ngươi cho họ xem. Chúng ta thấy ở đây thì một cherubim che chở, tức là một thiên sứ của Đức Chúa Trời đi theo phụ tá, gọi là phụ tá hay là che chở đó. Có thể chữ che chở không phải là che chở cho Chúa, nhưng mà giống như là những người mà thái giám công công nó, họ đi theo phù hộ vua đó, phò vua đó. Bởi vì trong cái luật của một vương quốc hay là một vị vua thì nó có có vua rồi có cấp dưới ban bệ đầy đủ, có những giai cấp rõ ràng. Và vị thiên sứ này là cherubim che chở, có nghĩa là đi theo phò, đó là phụ tá Đức Chúa Trời của mình. Cần điều gì, Đức Chúa Trời cần điều gì thì vị này có thể thực thi cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Chúa dựng nên thiên sứ rất là đẹp đẽ trọn vẹn, nhưng mà sau đó thì cho đến khi gian ác xuất hiện nơi người. Cái sự gian ác này nó xuất hiện nơi ngươi có nghĩa là từ bên trong, từ trong tấm lòng, từ trong tâm trí của vị thiên sứ này. Và cái sự gian ác đó là tội lỗi, lòng ngươi kiêu ngạo, đó mà lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của mình, sự huy hoàng ngươi làm hư hỏng trí khôn ngoan ngươi. Tức là cái sự kiêu ngạo là cái sự mà Chúa rất là ghét. Bởi vì khi một người kiêu ngạo thì xem người khác dưới mình rồi. Người kiêu ngạo là xem mình là trên người khác. Và đó là điều mà chúng ta thấy được rằng là các vị thiên sứ này đã có lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của mình, sự huy hoàng ngươi làm hỏng trí khôn ngoan ngươi. Và chúng nó là ta ném ngươi xuống núi, xuống đất trước mặt các vua, ta phó ngươi cho họ xem. Vì tội lỗi buôn bán gian dối ngươi đã làm ô uế những nơi thánh ngươi, vì thế ta cho một con lửa phát ra từ ngươi để thiêu đốt ngươi. Và đây là cái sự đoán phạt ban đầu mà khi Satan phạm tội. Khi Satan phạm tội, ta đuổi ngươi ra khỏi núi của Đức Chúa Trời và diệt ngươi khỏi những đá sáng rực như lửa. Thì chúng ta thấy được Ê-xê-chi-ên 28 với lại Ê-sai 14 có một sự kết nối với nhau, có một cái sự kết nối với nhau để chúng ta biết được cái tội lỗi, cái sự kiêu ngạo của vị thiên sứ này và cái sự chống đối và cái sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với nó như thế nào. Thì chúng ta xem trong Ê-sai 14 để chúng ta xem nói điều gì ở đây. Ê-sai 14 thì câu số 15. Nhưng ngươi bị đem xuống âm phủ, xa xuống vực sâu. Đây là cái hình phạt. Nhưng ngươi bị đem xuống âm phủ và xa xuống vực sâu. Chúng ta biết rằng là cái việc mà đoán phạt đối với Satan thì nó trình tự và tiếp tục gọi là liên tiếng
liên tục cho đến kỳ gọi là chung kết. Bởi vì ngươi tự nói trong lòng rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội đồng, trên đỉnh núi Sa-phôn. Ta sẽ lên trên đỉnh các tầng mây, làm cho ta ra đóng, ra như đấng tối cao. Như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng là những cái chữ ta sẽ nó nói về tấm lòng kiêu ngạo của vị thiên sứ. Muốn lên cao, mà cái lên cái đỉnh cao nhất đó là làm cho ta giống như đấng tối cao. Có nghĩa là giống như đấng tối cao, có nghĩa là bằng đấng tối cao, và có thể có một vương quốc như đấng tối cao, và có một cái hệ thống để mà cai trị. Và nó đã kế 1/3 các thiên sứ, đã nói về 1/3 các ngôi sao đó. Trong Khải Huyền đoạn 12 nói về 1/3 các ngôi sao, thì có thể là 1/3 các thiên sứ để đi cùng với Satan. Những người bị đem xuống âm phủ, sa xuống vực sâu, có nghĩa là từ trên đỉnh cao, cái ước ao, cái sự kiêu ngạo của nó cao, thì Chúa hạ xuống càng thấp. Và khi mà chúng ta biết rằng là cái việc mà hạ thấp xuống đó, thì chúng ta biết rằng Satan thì nó rất thấp, phải nói là rất thấp đó, chứ không phải là cao cả gì đâu. Satan cái địa vị bây giờ là rất thấp, bởi vì nó ở trong cái sự tối tăm, ở trong một vương quốc tối tăm, cai trị trong vương quốc tối tăm, và không bao giờ có thể bước vào được trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Trong mà Phi-rơ ông nói, cũng như là Giu-đê nói, là ở trong cái sự tối tăm đời đời mãi mãi, và không bao giờ thấy ánh sáng của Chúa. Và chúng ta cũng nhớ lại cái điều nữa là Satan nó bị đón phạt. Và nhiều người thì hiểu rằng là Satan ở trên tầng trời thứ ba, trên ngai của Đức Chúa Trời ở trên trời, và bị quăng xuống dưới đất. Và khi tôi hệ thống lại thì tôi thấy nó cũng nhiều điều nó trục trặc, và nó không có phù hợp với nhau. Bởi vì trong Ezechiel nói rằng là ngươi ở trong vườn Eden, là vườn của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Rồi ngươi tự đó trong lòng rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời, cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Rồi ta sẽ lên trên các tầng mây, rồi ta sẽ lên trên đỉnh núi Sa-phôn, nó tức là về phương Bắc đó. Thì như vậy thì Satan nó không phải là nó ở trên trời, không phải là ở trên trời, nhưng mà ở dưới đất. Và khi chúng ta liên kết lại thì chúng ta thấy được rằng là có thể là tiền Adam, địa cầu được tạo dựng, rồi sau đó thì Chúa giao cho vị thiên sứ này. Và chúng ta nhớ là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn tại, Ngài ở trên trời, ngay Đức Chúa Trời ở trên trời, nhưng mà Ngài cũng ở dưới đất. Chúng ta thấy là Ngài dựng lên Adam và Eva, là Ngài ở với Adam và Eva không? Và bây giờ thì Ngài cũng vẫn ở với chúng ta nè. Đó là cái sự toàn tại của Chúa. Và địa cầu có thể là giao cho Satan, giao cho Lucifer, hay là Cherubim là một cái thiên sứ cai quản. Nhưng mà sau đó muốn có một vương quốc riêng, muốn không đầu phục Đức Chúa Trời nữa và trở thành bằng Đức Chúa Trời, thì Satan bị phán xét. Và chúng ta biết rằng cái Satan bị phán xét thì cũng có một số là những người cùng phản loạn với Satan. Rồi còn một số thiên sứ khác nữa là bị Satan kéo theo nữa, tức là một số phản loạn cùng với Satan nó bị phán xét. Rồi địa cầu nó cũng bị phán xét, nên được gọi là vả đất vô hình và trống không đó, tức là không có hình dáng gì hết. Rồi sau đó rồi thần của Đức Chúa Trời mới vận hành trên địa cầu. Và từ đó thì có một số nhà giải kinh cho chúng ta biết được rằng có tiền Adam. Rồi khi mà Adam Eva được tạo dựng nên rất là tốt đẹp, và qua đoạn 3 thì chúng ta thấy rằng là Satan đã có mặt ở đó và cám dỗ Eva rồi. Mà chúng ta liên kết lại thì
chúng ta biết được rằng là Satan là một linh, là một thiên sứ. Nhưng mà cái nơi ở đầu tiên có thể là địa cầu, và nơi đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Như Adam Eva được tạo dựng ra thì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó với ông. Và ngày bây giờ thì Chúa cũng đang ở với chúng ta. Chúng ta nhớ điều này. Và sau khi đó thì có thể là Satan trong cái thời kỳ hậu thánh đầu tiên thì chúng ta biết được là nó Chúa Giêsu đó là ta thấy Satan từ trời sa xuống như chớp. Hay là Phaolô ông cũng nói rằng là Satan là kẻ cầm quyền chống không trung. Có thể chống không trung bây giờ nó có thể chiếm dụng cái chống không trung trên tầng trời, có thể là tầng trời thứ hai để rồi cai quản. Nhưng mà chúng ta nhớ là đa số các tà linh đang hành động dưới đất và chỉ là bộ chỉ huy ở trên thôi. Cho nên đa số các tà linh đang hành động ở dưới đất này. Khi đến với Đức Chúa Trời thì Chúa hỏi Satan: ngươi từ đâu đến? Cho nó là tôi dạo chơi đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu. Và sau đó thì chúng ta biết được là từng bước chúng ta nhìn thấy rằng cái phần thứ hai là hắn bị đón phạt tại vườn Eden đó. Trong đoạn 3 câu 14-15 của Sáng Thế Ký, hắn ở dưới sự rủa xả đời đời. Tức là ngươi sẽ bị rủa xả. Ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Cái sự rủa xả của Đức Chúa Trời đối với Satan thì chúng ta thấy được rằng là không có thể bãi bỏ được. Vì Satan chúng ta nhìn thấy rằng là khi kiêu ngạo, khi chống nghịch, phản loạn, lập vương quốc riêng, và chúng ta không thấy điều gì các thiên sứ ăn năn cả. Và cho đến khi cám dỗ Adam Eva phạm tội rồi thì chúng ta biết được là Satan được chỉ ra bởi Eva. Được chỉ ra bởi Eva là đó là bằng cớ mà Satan là kẻ cám dỗ và khiến cho Eva rồi đến Adam phạm tội. Và Đức Chúa Trời đã rủa xả con rắn. Và Chúa nói rằng là dòng dõi mày, dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu mày, còn mày thì cắn gót chân người. Thứ ba là hắn bị đánh bại bởi đấng giết tại thập tự giá trong đồi Gô-gô-tha. Đồi Gô-gô-tha tại thập tự giá thì giang đoạn 12 câu 31 thì chúng ta thấy điều gì? Tức là quyền lực của Satan bị trút phế, vua chúa thế gian đời này cũng bị trút phế, là qua thập tự giá của Chúa Giêsu. Qua thập tự giá của Giêsu thì tất cả đã bị trút phế không ạ? Chỉ có Chúa Giêsu là đấng đã chết trên thập tự giá, và Ngài tuyên bố trước khi Ngài lên thập tự giá. Ngài tuyên bố trước khi Ngài lên thập tự giá. Tức là quyền lực của Satan, vua chúa đời này, chúa của đời này đều bị trút phế, bởi vì thập tự giá đem cái sự chiến thắng, đem cái sự chiến thắng cho thế giới này, và Chúa Giêsu đã chiến thắng. Trong đoạn 16 câu 11, tức là và về sự định tội, vì lãnh tụ trần gian này đã bị kết án rồi. Về cái sự định tội, tức là lãnh tụ trần gian này đã bị kết án rồi, có nghĩa là Satan đã bị kết án rồi. Và cái sự đón phạt thì cái từng bước và chúng ta thấy liên tục Satan bị đón phạt từ khi phản loạn, là bị trút phế ra khỏi cái địa vị của mình, bị rủa xả ra khỏi cái sự hiện diện của Chúa, và có bị rủa xả, và cái lời rủa xả không có thể hủy bỏ được. Trong Hebrew đoạn 2 câu 14 nói rằng là chúng ta có thịt và huyết thì Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Nên khi Ngài chết thì Ngài hủy diệt cả công quyền của sự chết là quỷ vương.
và giải thoát những người sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Chúa Giêsu chết, Ngài hủy phá công việc của sự chết là quỷ vương. Quỷ vương là kẻ cầm quyền của sự chết. Nó hướng dẫn con người, nó cám dỗ con người phạm tội rồi dẫn đến sự chết. Có nghĩa là lần đầu tiên người ta sẽ chết về phần tâm linh, có nghĩa là xa cách với Đức Chúa Trời. Rồi sau đó có thể chết về phần thân xác, và cuối cùng là chết đời đời. Nên Satan là quỷ vương nắm quyền của sự chết, mà nó làm cho nhiều con người chết vì theo nó. Nhưng mà Chúa Giêsu chết thì Chúa Giêsu phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Chỉ có Chúa Giêsu mới phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương thôi. Chúng ta nhớ điều này, chúng ta hiểu điều này rồi phải không ạ? Bởi vì Ngài vô tội, Ngài không nô lệ cho Satan. Những người trong thế gian đều phạm tội dưới sự nô lệ của Satan, nên không ai phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương được. Không ai có thể giải thoát con người ra khỏi cái quyền lực của Satan được. Nên chỉ duy nhất Chúa Giêsu đấng từ trời đến, Ngài đấng thánh khiết, Ngài cũng bị cám dỗ như chúng ta, nhưng mà Ngài không hề phạm tội. Và đó là điều vô cùng tuyệt vời, để Ngài có một cái quyền trên Satan, Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, để giải thoát những người sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Chúa chết, phá diệt cầm quyền là quỷ vương, Ngài lấy lại chìa khóa của sự chết và âm phủ, Ngài nắm trong tay, và quỷ vương bây giờ không còn quyền gì hết. Đó là một cái sự phán xét, đó là một sự đón phạt của Đức Chúa Trời đối với Satan. Và giải thoát những người sợ chết và làm nô lệ suốt đời, Ngài giải thoát, ai tin cả Ngài thì được giải thoát. Ai tin Chúa Giêsu là đấng giải thoát cho mình, đấng đã phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, thì chúng ta được giải thoát và chúng ta được có cái quyền để chống cự lại Satan. Và nhớ, Satan không còn quyền gì hết. Quyền của sự chết Chúa đã lấy đi rồi, nó không cầm quyền được, chìa khóa của sự chết nó cũng không cầm được. Chúa Giêsu chúng ta lấy lại tất cả, và Chúa Giêsu chúng ta có toàn quyền của sự sống và sự chết. Trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 8 thì nói rằng là ai phạm tội thì thuộc về quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Còn Đức Chúa Trời đến phá hủy công việc của quỷ vương. Như vậy thì ở đây nó lên về tội lỗi. Ai phạm tội thuộc về quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Có nghĩa là nó phạm tội từ lúc ban đầu, và nó khiến nhiều người phạm tội để nó bắt làm nô lệ dưới sự cai quản của quỷ vương. Nhưng mà Chúa Giêsu đến, có nghĩa là Ngài là con của Đức Chúa Trời. Khi Ngài trở thành người, Ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và con của Đức Chúa Trời sống một đời sống thánh khiết và đắc thắng Satan. Có những lần Satan cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài đắc thắng, Ngài không nô lệ cho nó, và Ngài đã phá diệt cái công quyền của sự chết là quỷ vương. Ngài phá hủy công việc của quỷ vương là công việc gây nên tội lỗi. Và chúng ta đã được cứu. Công việc mà gây nên tội lỗi của nó bị phá hủy bởi Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi. Và chúng ta được chuyển giao qua một vương quốc sáng láng, là vương quốc của con yêu dấu của Đức Chúa Trời rồi. Tội lỗi nó không có quyền trên đời sống của chúng ta nữa. Dầu chúng ta có thể phạm tội, nhưng mà Chúa là đấng đã gánh thế cho chúng ta, và chúng ta ăn năn và Chúa tha thứ cho chúng ta luôn luôn với sự tha thứ của Chúa. Nhưng mà chúng ta không phải ỷ lại rằng là Chúa Giêsu đã gánh thế và chúng ta có cơ hội để ăn năn với Chúa, để mà Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà trong vương quốc ánh sáng, chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta tránh xa tội lỗi. Phải tránh xa tội lỗi, chúng ta cần phải trưởng thành và sống một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Phải tránh xa tội lỗi, từng có ghi mài trong tội lỗi nữa. Bởi vì huyết của Chúa Giêsu đã mua chuộc chúng ta ra khỏi rồi. Nếu chúng ta hiểu được về lĩnh vực về Satan, chúng ta hiểu được con cái của Đức Chúa Trời là cơ đốc nhân, và chúng ta biết được Đức Chúa Trời của chúng ta là ai, thì chúng ta sẽ là người sống với lòng tin kính Đức Chúa Trời, sống theo lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta ham thích lời của Đức Chúa Trời để chúng ta cùng nhau bước đi trong lời của Đức Chúa Trời, chứ không còn thể đi riêng được riêng của chúng ta nữa. Chúng ta nhớ sáng thế ký đoạn 6 nói rằng là xác thịt làm cho loài người bại hoại. Cái xác thịt của chúng ta mà Galati đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21 nói rằng là
Dân dâm ô uế lung tuồng, thờ hình tượng phù phép thù oán tranh đấu ghen ghét đó. Tất cả những thứ đó không hưởng được nước nước Chúa Trời. Và khi chúng ta đi vào trong cái Roma đoạn 8, từ đoạn 8 từ câu 1 mình trở đi, thì chúng ta mới thấy được rằng là Phaolô trưng dẫn những gì xác thịt dẫn đến sự chết, mà thánh linh dẫn đến sự sống và bình an. Bước theo xác thịt thì chết, rồi bước theo thánh linh thì sống. Luật của thánh linh thì buông tha, ra khỏi luật của sự tội và sự chết. Nên chúng ta không có cớ gì đi trong cái tội lỗi, đi trong cái sự tối tăm nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta rồi. Và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa, để chúng ta không bị ma quỷ lừa dối nữa, không bị ma quỷ áp chế và phá hại đời sống của chúng ta nữa. Phần thứ tư, hắn cùng bè lũ đang bị đánh bại bởi hậu thánh của Đức Chúa Trời. Khi hậu thánh giải phóng những phu tù của dòng dõi loài người, là những kẻ ở dưới điều khiển của hắn, ở dưới sự điều khiển của hắn. Chúng ta mở trong Mát đoạn 16 từ câu 15 đến câu 20, thế rồi chúng ta nhìn thấy điều mà Chúa dạy ở đây. Chúng ta xem Mát đoạn 16 nha, từ câu 15. Ngài bảo họ hãy đi khắp thế giới truyền giảng phúc âm cho mọi người. Ai tin chỉ phép báp têm sẽ được cứu rỗi, ai không tin bị đón phạt. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kẹp theo: họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, bắt rắn, và nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Tắt cái mic đi. Vậy sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giêsu được cất lên trời và ngự bên phải Đức Chúa Trời. Còn các môn đệ ngài thì đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo. Amen. Có nghĩa là Satan cùng bè lũ của nó, có nghĩa là Satan là quỷ vương cùng các quỷ sứ nó đã bị đánh bại bởi hậu thánh của Chúa. Có nghĩa trên pháp lý thì Chúa Giêsu đã chiến thắng rồi. Chúa Giêsu đã chiến thắng rồi. Thập tự giá Chúa Giêsu đã trút phế mọi quyền lực của Satan bày ra tỏ tường giữa thiên hạ rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, ngài về trời và ngài giao quyền đó cho hậu thánh. Và khi hậu thánh của Chúa theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, mạng lệnh của Chúa Giêsu đi ra, đi khắp thế giới truyền giảng phúc âm cho mọi người. Và ai tin chỉ phép báp têm thì được cứu rỗi. Có nghĩa là hậu thánh có cái quyền rất lớn mà Đức Chúa Giêsu ban cho, đó là cái quyền đi ra giải phóng những người phu tù trong tay của Satan và báo cho họ về phúc âm của sự cứu rỗi, và báo cho họ cũng biết rằng Satan là kẻ đã thất bại rồi, không còn ở dưới quyền nô lệ của Satan nữa, không còn là công cụ của Satan nữa. Hãy đứng dậy và hãy tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ai tin chịu phép báp têm thì được cứu rỗi. Nhớ là tin và chịu phép báp têm thì được cứu rỗi. Chúng ta tin và chúng ta cần phải thể hiện bằng việc làm của chúng ta, là làm chịu phép báp têm để đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa Giêsu. Có nghĩa là có người cũ của chúng ta đã chết với Chúa Giêsu rồi, và chúng ta có một con người mới đồng đi với Chúa Giêsu, cùng làm việc với Chúa, và chúng ta có một lương tâm tốt để rồi chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu phép báp têm thì không được rồi đấy. Có nghĩa là chúng ta chống lại là không được đấy. Nên cần phải tin và chịu phép báp têm để rồi chúng ta được biến đổi. Con người cũ đó chết đi và con người mới chúng ta được thể hiện và sống với con người mới đó. Anh em đã tin nhận Chúa Giêsu, anh chị em đã được báp têm, được báp têm trong Đức Thánh Linh, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta hãy bước đi trong con người mới, bước đi theo cách mới của Đức Thánh Linh, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ai không tin sẽ bị đoán phạt. Có nghĩa là Satan đã bị đoán phạt rồi. Từ khi mà bắt đầu phản loạn nó bị đoán phạt và đoán phạt, cho đến đời Chúa Giêsu cũng bị đoán phạt, bị trút phế mọi quyền lực rồi, bị lấy lại cái quyền làm chủ, đó là quyền của sự chết.
Chúa Giêsu đã lấy lại cái quyền đó luôn rồi. Đó là một cái sự đón phạt mà Satan phải nói rằng là thất bại ê chề đó, đau đớn, thất bại ê chề và tiếp tục thất bại và thất bại và thất bại. Nên mà ai không tin sẽ bị đón phạt. Đây là ân điển, đây là cái sự cứu chuộc, cái sự cứu chuộc được rao giảng ra mà những người cứng lòng không chịu tin sẽ bị đón phạt cùng với Satan. Bởi vì Chúa rất là công bằng và xử rất là công minh. Ai tin được tha thứ, được cứu rỗi, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhưng mà ai không tin thì bị đón phạt. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ thấy nhân danh ta đuổi quỷ. À, đây là một điều lạ phải không ạ? Một người dưới sự nô lệ của Satan, bây giờ tin nhận Chúa Giêsu thì biến đổi thật trở thành một con người trên quyền Satan. Và họ lấy danh của Chúa Giêsu mà đuổi quỷ. Trong bản dịch mới thì nói về các quỷ đuổi quỷ, rất ít nói về cái lời gọi là ma quỷ. Nói chung là quỷ, quỷ vương là các quỷ sứ nó là nhiều. Như vậy thì chúng ta trên quyền Satan đúng không? Ngày xưa là chúng ta phạm tội, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ. Nhưng mà bây giờ chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, tội lỗi chúng ta được xóa rồi, thì chúng ta có một cái quyền trên quyền Satan, chúng ta có thể đuổi quỷ. Amen. Nói các ngôn ngữ mới. Và chúng ta khi được bắt tên trong Đức Thánh Linh thì chúng ta bắt đầu nói các ngôn ngữ mới. Tiếng của thiên đàng được ban cho chúng ta. Và khi chúng ta học hỏi về lời của Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời cũng ở trong chúng ta, và chúng ta cũng nói ra lời của Đức Chúa Trời. Đó là những ngôn ngữ mới Chúa ban cho chúng ta, phải không? Anh chị em không phải là chỉ nói tiếng lạ mới là ngôn ngữ mới, nhưng mà cái lời nói của chúng ta, cách sống của chúng ta, cách hành động cư xử qua lời nói của chúng ta nói những lời mới, không còn nói những lời thô tục nữa, không còn nói những lời mà của thế gian này nữa, nó xấu xa ô uế nữa. Và môi lưỡi chúng ta đã được thánh hóa, môi lưỡi chúng ta có lửa, có lửa của Đức Chúa Trời. Chào anh Hoàng, chữ văn phước cho cả nhà. Bây giờ chúng ta là người mới rồi, chúng ta nói những ngôn ngữ mới, có nghĩa là chúng ta không có chữ thề như xưa nữa, chúng ta không nói móc nói méo người khác như xưa nữa, phải không ạ? Chúng ta nói những lời lành, chúng ta nói những lời tốt, đó là những ngôn ngữ mới trên cuộc đời của chúng ta. Và cái ngôn ngữ đặc biệt mà Thánh Linh ban cho đó là tiếng lạ nói chuyện với Đức Chúa Trời. Tiếng đó thì người ta không hiểu được, tiếng đó là tiếng cho riêng của mình để nói chuyện với Đức Chúa Trời, phải không ạ? Còn đời sống những cơ đốc nhân chúng ta thấy rằng là ngày xưa chúng ta thật là hỗn láo, chúng ta nói bừa bãi, ô uế, bậy bạ rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta bỏ tất cả những cái lời hư không đó, và chúng ta nói những ngôn ngữ mới là chúng ta nói những lời có trái của Đức Thánh Linh. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và chúng ta nói ra lời của Đức Chúa Trời. Nói ra lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa nói rằng là các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kẹp theo. Xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kẹp theo. Amen. Chúa xác chứng lời của họ bằng nhiều dấu kỳ phép lạ. Bởi vì sao? Họ nói tiếng mới, họ nói ra lời của Đức Chúa Trời, họ nói lời của Đức Chúa Trời. Và cái luật trong Thánh Linh của Chúa thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói ra lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh sẽ hành động và phép lạ sẽ được xảy ra. Và Chúa tôn trọng lời của chúng ta. Khi chúng ta đi ra, khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, rồi nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, và đặt tay trên cái đao thì cái đao sẽ lành. Đây là những điều mà chúng ta là có quyền trên ma quỷ, có quyền trên rắn độc, có quyền trên tội lỗi, có quyền trên các chất độc hại, có quyền trên bệnh tật. Và chúng ta có một cái quyền rất lớn để làm những dấu kỳ phép lạ. Và Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta, phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Công vụ đoạn 26 câu 18 thì chúng ta xem ở đây có gì à? Công vụ 26 câu 18. Để mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng,
từ quyền lực của Satan trở lại với Đức Chúa Trời. Và nhờ tin ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ. Ở đây là nói những cái môn đồ đi ra giải phóng những người phu tù. Chúa Giêsu được sức giàu, cho nó là thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta đang giảng tin lành cho kẻ nghèo. Ngài sai ta ra để giải phóng những cái phu tù, có nghĩa là những con người nô lệ cho tội lỗi, những người nô lệ cho Satan. Chúa Giêsu làm và Chúa Giêsu phán dạy rằng là các ngươi cũng sẽ làm việc ta làm và làm những việc vĩ đại hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Chúa Giêsu về trời và ban cái quyền đó cho chúng ta để chúng ta ra đi rao giảng và để chúng ta có thể thực thi những phép lạ. Chúa luôn luôn cùng làm việc với chúng ta. Và cái điều ở đây là vô cùng quan trọng, có nghĩa là mở mắt họ. Khi chúng ta rao giảng phúc âm thì mắt những con người phu tù đó họ được mở mắt. Chúng ta là những người phóng thanh, loa lên để cho họ thấy rằng là Satan đã thất bại rồi. Bây giờ quý vị hãy đứng dậy và chống lại Satan để rồi được giải phóng ra khỏi cái sự nô lệ. Dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng. Dìu dắt họ từ tối tăm quay về với ánh sáng. Cảm ơn Chúa. Họ đi trong tối tăm. Tối tăm lầm mù lòng họ. Đi trong tối tăm thì không thấy gì hết, không thấy được ánh sáng. Nhiều người vẫn say sưa trong cái tôn giáo của mình, say sưa trong cái sự thờ cúng của mình, say sưa trong cái việc mà làm thuộc về thế giới tối tăm, đồng bóng phù phép quái qua. Họ say sưa trong việc đó và họ rất là tin kính. Nhưng mà họ không hiểu được rằng điều đó đưa họ xuống địa ngục, điều đó họ sẽ bị đón phạt với Satan. Họ không hiểu được điều đó bởi vì Satan là kẻ lừa dối, kẻ nói dối, cha có sẽ kẻ nói dối. Nên công dân của Đức Chúa Trời chúng ta phải mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm quay về với ánh sáng, từ quyền lực của Satan trở lại với Đức Chúa Trời. Từ quyền lực của Satan trở lại với Đức Chúa Trời có nghĩa là từ tối quay về ánh sáng, từ quyền lực của Satan trở lại với Đức Chúa Trời. Và nhờ tin ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Nhờ tin ta họ được tha thứ tội lỗi và hưởng được cơ nghiệp với các thánh đồ. Chúng ta có một cơ nghiệp không hư đi, không suy tàn, một cơ nghiệp rất lớn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, một khối tài sản vô cùng lớn lao. Chúng ta hãy giản dị bước đi, giải phóng những con người phu tục, giải phóng những con người đang ở trong nô lệ của ma quỷ và gọi là những người đang bị đưa đến sự chết. Chúng ta cần phải giải phóng dù trong mọi hoàn cảnh nào, dù trong mọi hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải là người giải phóng. Chúng ta cần nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để dẫn dắt trong cái thời đại này, trong cái lúc khó khăn này. Chúng ta cần phải làm gì cho Đức Chúa Trời? Nếu Ngài bày tỏ cho chúng ta có thể đem đến sự chữa lành cho nhiều con người khác thì chúng ta cũng mạnh dạn đặt tay đem đến sự chữa lành cho người khác. Vì chúng ta đã làm rồi, chúng ta đem cái sự giải phóng cho người khác. Và khi chúng ta bước đi thì Chúa sẽ mở đường cho chúng ta để chúng ta có thể bước đi. Roma 16 câu 20 thì nói là Đức Chúa Trời kiếp giải đạp Satan dưới chân anh em. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Satan không những là bị trút phế quyền lực, bị đánh bại bởi Đức Chúa Trời, rồi nó bị đánh bại bởi thập tự giá của Chúa Giêsu, rồi nó tiếp tục bị đánh bại bởi hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Đó là những cái sự đón phạt mà Ngài cứ tiếp tục giáng xuống trên Satan và các quỷ sứ nó. Nếu hội thánh của Chúa không làm, không có gì xảy ra cả. Nếu hội thánh của Chúa không đi ra rao giảng thì không ai được cứu. Bởi vì Roma đoạn 10 có nói rằng là nếu không đi ra rao giảng thì ai có thể nghe được? Mà nếu không nghe làm sao người ta tin? Mà không tin làm sao người ta được cứu? Mà đức tin đến bởi sự người ta nghe, sự người ta nghe là đến bởi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nên chúng ta cần phải hành động, cần phải làm việc. Amen. Phần thứ năm là hắn cùng với các thiên sứ của hắn bị đuổi khỏi chốn không trung xuống mặt đất trong thời kỳ đại nạn vào cuối đời. Việc đuổi ra
Này là hậu quả của một trận chiến của các thiên sứ ở trên các tầng trời. Chúng ta nhớ trong cái quyền đoạn 12 không ạ? Chúng ta nhìn xem cái quyền đoạn 12 thì chúng ta thấy được từ câu 7 trở đi thì chúng ta thấy được cái sự chiến đấu, một cái trận chiến rất lớn ở đây. Một trận chiến tranh bùng nổ trên trời. Mikael và các thiên sứ mình tiến công con rồng. Con rồng và các thiên sứ nó đánh lại, nhưng không thắng nổi nên mất hết chỗ đứng trên trời. Con rồng lớn tức là con rắn xưa, được gọi là quỷ vương và Satan, là lũ lừa gạt tất cả dân cư thế gian, bị quăng xuống đất cùng các thiên sứ nó. Đây là trận chiến sau cùng, và trận chiến này chưa xảy ra. Bây giờ thì Satan vẫn đang cầm quyền chống không trung, đó là gọi là bộ chỉ huy nằm trên chống không trung, phải không ạ? Nó có thể ở trong tầng trời thứ hai. Ở đây là một trận chiến ở trên trời. Mikael và thiên sứ mình tiến công con rồng. Chúng ta biết là con rồng. Ở đây nó là con rồng lớn, tức là con rắn xưa, được gọi là quỷ vương. Con rồng đó được gọi là quỷ vương và Satan. Và Satan có nghĩa là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Satan, cái chữ Satan có nghĩa là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nên là nó là quỷ vương và Satan. Mà con rồng mà thể hiện nó lên cái sự thịnh nộ, nó lên cái sự gian ác, nó lên cái điều rất là kinh hoàng mà nó đã hành động. Đó là nó lên cái sự thịnh nộ đó. Con rắn thì nó lên cái sự quỷ quyệt. Nó không có ngay thẳng cong queo gì đó. Nhưng mà con rồng nó lên cái sự hung hãn, một cái sự phẫn nộ. Nó lên là một cái sự gian ác mà nó hành động. Và nó chính là quỷ vương lừa gạt các dân trong thế gian, bị quăng xuống đất rồi, cùng các thiên sứ của nó bị quăng xuống đất. Vậy như vậy thì chúng ta biết rằng là nếu mà trận chiến này nó xảy ra thì Satan bị quăng xuống đất, thì không còn ở trên trời nữa, phải không? Không còn ở trên trời nữa. Mà nếu không còn ở trên trời nữa, có nghĩa là bầu trời được dọn sạch luôn rồi. Bầu trời bị được dọn sạch rồi thì có thể lúc đó là lúc mà hội thánh có thể được cất lên. Câu 12 nói: vì thế các tầng trời và dân trên trời hãy vui mừng. Các tầng trời và dân trên trời hãy vui mừng là những người đã được cứu, những người đã được cất lên, những người mà đã đi trước chúng ta, họ đã được cất lên trời thì họ vui mừng. Các tầng trời cũng vui mừng, dân ở trên trời cũng vui mừng. Nhưng mà khốn cho đất và biển, vì quỷ vương xuống cùng các ngươi, nó nổi giận vô cùng vì biết thì giờ nó gần hết rồi. Khi mà Satan bị quăng xuống đất thì khốn cho đất và biển, bởi vì nó đến đâu là nó đem sự gian ác đến đó, đến đâu là nó chiến tranh đến đó, đến đâu là nó quậy phá đến đó, nó đem tội lỗi đến đó. Bởi vì bản chất của nó là bản chất của tội lỗi, bản chất của nó là gian ác ô uế, và bản chất của nó là phá hủy, cướp giết và hủy diệt. Nên nó bị quăng xuống đất thì đất này rất là khốn khổ, bởi vì quỷ vương. Nhưng khốn cho đất và biển, bởi vì quỷ vương xuống cùng các ngươi, tức là cùng các ngươi là cùng đất và biển ấy, nó nổi giận vô cùng vì biết thì giờ nó gần hết rồi. Có nghĩa là khi Satan quăng xuống đất thì giờ nó gần hết rồi. Có nghĩa là nó được 7 năm, nó được 7 năm ngay trên đất này, được 7 năm ngay trên đất này cùng với Antichrist, cùng với cái vị vua thứ bảy á, xuất hiện đó, gọi là Antichrist á, sẽ lãnh đạo trong 7 năm. Và trong 7 năm này được gọi là, trong cái quyển được gọi là 7 năm đại nạn á, trong 7 năm đại nạn đó. Nên là cái thời giờ mà khi mà trận chiến này xong thì Satan bị quăng xuống đất cùng các thiên sứ nó, thì thời gian nó còn rất ít thôi, trong vòng khoảng 7 năm mà Kinh Thánh được ghi lại. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 cũng nói rằng là kẻ cầm quyền xuống không trung đó, là các thần dữ các miền trên trời. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 nói về các thần dữ trên trời đó. Đó thì đó, Mi-ca-ên và thiên sứ của mình đánh một trận cuối cùng,
À, và đây thì cũng là một cái sự đón phạt khi nó bị quăng hết xuống đất. Tức là cái bộ chỉ huy của ngôi vua của Satan đó, tức là quỷ vương đó, bị thất bại trên trời với các thiên sứ của Đức Chúa Trời và bị quăng xuống đất. Mà khi bị quăng xuống đất thì nó sẽ làm cho đất và biển khốn khổ, và nhiều điều có thể xảy ra. Khi mà nó đến ở đâu thì nó lừa dối đến đó, nó đến ở đâu thì được cứ giết quỷ diệt đến đó, và nó có thể sử dụng những con người còn lại trên đất và đem cái sự chiến tranh cho thế giới, và đem cái sự bùng nổ chiến tranh thật là kinh khủng. Và nhất là Israel cũng bị đau đớn vô cùng trong cái chiến tranh này, trong thời kỳ mà Antichrist xuất hiện. Và chúng ta cũng biết được rằng là Satan luôn luôn chống đối dân Do Thái, muốn hủy diệt dân Do Thái bằng đủ mọi cách từ xưa đến nay. Bởi vì dòng dõi người nữ dài đạp đầu mày, còn mày thì cắn gót chân người, nên là luôn luôn tấn công dân Do Thái, và dân Do Thái cũng bị rất là nặng nề trong cái thời kỳ 7 năm đại nạn. Nhưng mà cũng có một số người Chúa chọn lựa, Chúa bảo vệ, và họ vẫn sống và tiếp tục rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Phần thứ sáu là hắn bị đuổi khỏi đất và vào vực sâu không đáy sau 1000 năm ở lần thứ hai, tái lâm thứ hai của Đấng Christ trong Khải Huyền đoạn 20. Thì chúng ta thấy được rằng là tôi là thấy một thiên sứ từ trời xuống mang chìa khóa có vực thẳm và tay cầm một sợi xích lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là quỷ vương, tức Satan. Quỷ vương, tức Satan. Ở trên đoạn 12 nó là quỷ vương và Satan, nhưng mà đây là quỷ vương, tức là Satan, là kẻ chống nghịch. Và xích nó lại suốt 1000 năm. Người quăng nó xuống vực thẳm rồi khóa và niêm phong lại, não hầu nó không còn lừa gạt các dân tộc nữa cho đến khi mãn hạn 1000 năm, sau đó nó phải được thả ra một thời gian ngắn. Đây là một cái sự đón phạt trong vòng 1000 năm. Sau 7 năm đại nạn thì Satan sẽ bị trói, thiên sứ trên trời xuống mang chìa khóa vực thẳm và tay thì cầm một sợi xích lớn. Người bắt con rồng, và tức là con rắn xưa, là quỷ vương, tức Satan, và xích nó lại suốt 1000 năm. Như vậy thì 1000 năm đó được gọi là 1000 năm bình an, bởi vì Satan đã bị xiềng và quăng dưới vực sâu và giam dưới vực sâu, không còn đem với sự cứu giết hoại diệt, không còn đem với sự phân rẽ lộn xộn trên đất nữa. Và trong 1000 năm bình an này, Chúa Giêsu đấng trị vì, mà khi Chúa Giêsu trị vì là cả thế giới ở trong sự bình an suốt 1000 năm đó. Mà chúng ta thấy được rằng là cái sự Satan, cái thất bại và cái bị đón phạt liên tục, và nó thất bại với Chúa Giêsu, rồi thất bại với hậu thánh của Chúa, rồi tiếp tục lần tái lâm thứ hai của Chúa Giêsu thì nó cũng bị thất bại một lần nữa và bị giam xuống vực sâu. Và cái thời gian cuối cùng là hắn được thả ra khỏi vực sâu không đáy trong một thời gian ngắn, rồi sau đó ném vào hồ lửa diêm sinh đời đời. Từ câu 10 ở đây nè, hết 1000 năm đó, Satan đã được thả ra khỏi vực tù và đi lừa gạt các dân tộc bốn phương trên đất, Gót và Magót, là cái dân tộc này là dân phía bắc đó, rồi tập trung chúng lại chiến tranh đông như các biển, chúng kéo lên khắp mặt đất, bao vây trại quân các thánh đồ và các thành phố thân yêu, nhưng lửa từ trời đổ xuống thiêu nốt chúng. Còn quỷ vương là kẻ đã lừa gạt chúng thì bị quăng xuống hồ lửa diêm sinh cháy phừng, là nơi con thú và tiên tri giả đã bị ném xuống từ trước. Chúng đã bị khổ hình cả ngày nắng đêm cho đến đời đời. Như vậy là cái sự đoán phạt cuối cùng này, sự đoán phạt cuối cùng này, thì chúng ta thấy được rằng là sự đoán phạt kết thúc, và nó ở trong hồ lửa và sự chết đời đời.
đó là sự chết thứ hai. Đó là sự chết đời đời, phải không ạ? Và ở trong hồ lửa, và tất cả những người mà theo Satan, những người theo Satan thì cũng bị phán xét. Lúc ấy thì tôi thấy một ngai lớn màu trắng và đấng ngự trên ngai. Trước mặt ngài trời đất đều trốn hết, không còn một chỗ nào cho chúng nữa. Tôi cũng thấy những người chết đứng trước ngai, cả lớn và nhỏ, và các sách đều mở ra. Có một quyển sách khác mở ra, nhan đề sách sự sống. Các người chết bị phán xét theo việc làm của họ, như đã ghi trong các sổ sách. Biển nộp lại những người chết nó giữ, sự chết và âm phủ cũng giao trả những người chết chúng giam. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc mình đã làm. Mỗi người bị phán xét theo những việc mình đã làm, rồi sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa là sự chết thứ hai. Ai không có ghi tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa. Ai không có trong sách sự sống đều quăng xuống hồ lửa. Mỗi người bị phán xét tùy theo việc làm của họ như đã ghi trong các sổ sách. Nói về những người mà chối bỏ Chúa Giê-xu và không tin nhận Chúa Giê-xu. Và có một cái cuốn sách sự sống cũng mở ra. Ở đây trong cái sách sự sống đó cũng có những con người có thể rằng là họ đã ghi trong sách sổ sự sống nhưng mà họ lại chối bỏ Chúa và họ bị gạch tên trong sách sổ sự sống. Và tất cả đây là cái sự tòa phán xét sau cùng, gọi là tòa phán xét sau cùng hay là tòa án trắng đó, phán xét sau cùng. Tất cả những người không có tên trong sổ sự sống đều ném xuống hồ lửa Satan và bè lũ của nó, và thiên sứ của nó, quỷ sứ của nó, tất cả đều ném xuống hồ lửa, và đó là sự chết đời đời. Nên chúng ta cảm ơn Chúa. Ê-sai cũng nói trong đoạn 14 thì cũng có nói là ngươi sẽ xa xuống vực sâu đó. Chúng ta xem thêm Ê-sai 27 nói về ông câu 1 đó là vào ngày ấy Chúa sẽ dùng gươm cứng lớn và mạnh để trừng phạt Leviathan là con rắn lanh lẹ, phạt Leviathan là con rắn uốn khúc. Ngài sẽ giết con rồng dưới biển. Trong ngày ấy Chúa sẽ dùng gươm cứng lớn và mạnh để trừng phạt Leviathan là con rắn lanh lẹ, là Leviathan là con rắn uốn khúc, Leviathan là con rồng dưới biển. Chúa sẽ tiêu diệt, giết và ném nó xuống trong hồ lửa đời đời. Cảm ơn Chúa. Ở đây có 7 phần mà chúng ta nhớ rằng là phần thứ nhất là khi Satan nổi loạn thì nó bị trút phế ra khỏi nơi ở của nó. Nơi đó là thiên đàng. Tôi nghĩ đó là thiên đàng ở trên đất, thiên đàng ở trên địa cầu. Và thứ hai đó là bị ra khỏi cái vườn Ê-đen. Ngươi ở trong vườn Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời, ra khỏi. Rồi hắn bị đánh bại bởi đấng Christ tại thập tự giá. Rồi nó cùng bà lũ của nó bị đánh bại bởi hội thánh của Đức Chúa Trời. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng hắn bị thiên sứ đánh bại trên không trung và bị quăng xuống đất. Rồi sau đó thì nó bị giam giữ 1000 năm ở dưới vực sâu, và cuối cùng là nó bị quăng vào trong hồ lửa đời đời. Và chúng ta thấy rằng rất đáng tiếc rằng là khởi đầu của Satan là thiên sứ sáng láng, rất là vinh quang, rất là vui sướng ở gần Đức Chúa Trời, nhưng mà cuối cùng thì nó ở trong hồ lửa đời đời. Và con người Đức Chúa Trời dựng nên là con của Đức Chúa Trời như Adam, Eva, nhưng mà sau khi phạm tội trở thành công cụ ma quỷ dưới sự lãnh đạo của ma quỷ ở trong sự khốn khổ. Nhưng mà Đức Chúa Trời
đã yêu thương loài người và Ngài đã sai Chúa Giêsu đến để chết thay, và Chúa Giêsu đã loan báo và Hậu Thánh của Chúa đã loan báo cho rất nhiều người để từ bỏ con đường tội lỗi, ăn năn tội lỗi và trở lại với Đức Chúa Trời, và cho họ biết rằng là Satan nó thất bại rồi, họ không còn phải nô lệ cho Satan nữa, không bị lừa dối nữa. Nhưng mà nhiều người thích Satan, thích bản chất của Satan, thích sống con người tội lỗi như vậy, và cuối cùng rồi họ cũng ở trong hồ lửa đời đời đau đớn. Có nghĩa là khởi đầu rất là tốt đẹp nhưng mà kết thúc thì tan thương, kết thúc là đau đớn đời đời, hồ lửa đời đời. Còn cảm ơn Chúa, bởi ân điển của Chúa chúng ta được cứu, bởi tin nhận Chúa Giêsu đã gánh thế cho chúng ta hết rồi, chúng ta được cứu, chúng ta được phước, và chúng ta có một tương lai rất là vinh quang. Amen. Không phải như tương lai của Satan cũng như những người đi theo nó, nhưng mà tương lai của chúng ta là tương lai đầy dải vinh quang. Dù quá khứ chúng ta ở trong tội lỗi, vì quá khứ của chúng ta rất là tệ, quá khứ của chúng ta nhiều người đau đớn lắm, nhưng mà qua Chúa của Thế Giêsu chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời, và ngay hiện tại chúng ta có y quyền trên Satan, y quyền trên tất cả bệnh tật rồi tội lỗi, và chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta có một tương lai rất tuyệt vời, rất huy hoàng, rất vinh quang trong ngày cuối. Chúng ta đồng cai trị với Chúa trong ngàn năm bình an, chúng ta cũng thể đồng trị với Chúa trong cõi đời đời nữa, khi chúng ta sẵn sàng hy sinh cuộc đời của chúng ta sống cho Chúa những ngày trên đất này. Hãy hết lòng tiếp tục sống cho Chúa, tiếp tục chúng ta đầu tư cho chính chúng ta trong cõi đời đời, đó là chúng ta phục vụ người khác, rao giảng, chữa lành, chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ, và có thể hy sinh, chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì những con người khác. Amen. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em chúng ta trong buổi tối hôm nay. Nguyện Chúa ban phước tràn đầy, dư dật trên từng người một, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy trên hết thảy anh chị em, hầu cho anh chị em đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, hầu cho chị em cũng đầy dẫy sức mới từ nơi Chúa, để là chị em trong mọi hoàn cảnh anh chị em sẽ vượt qua, chiến thắng, và hãy nói rằng Satan đã thất bại rồi, anh chị em không còn phải nô lệ cho nó nữa, không còn sợ nó nữa, sự sợ hãi phải lui, và tất cả sự nhút nhát, sự nhu nhược phải đi ra khỏi hội thánh của Chúa, và không có quyền trên hội thánh của Chúa, và chúng ta phải là người chiến thắng và đem nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa. Và chúng ta cũng cần có khải tượng, đừng để dịch lệ, đừng để những cái tiếng ồn ào trên thế gian xung quanh chúng ta nó làm cho chúng ta mất khải tượng. Chúng ta phải có khải tượng và xây dựng hội thánh của Chúa. Hội thánh của chúng ta là hội thánh tăng trưởng, chúng ta phải lan rộng từ nơi này đến chỗ khác, phải như vậy và không để mất khải tượng của mình. Đó là đại mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Chúa cùng anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.